Bản tin quân sự thế giới hôm nay có những thông tin nổi bật sau. Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết Trung Quốc từ chối lời đề nghị của Mỹ về việc thiết lập đường dây liên lạc quân sự trực tiếp giữa Washington và Bắc Kinh. Theo CBC News, quân đội Israel đã đột kích một trại tị nạn ở phía bắc bờ Tây, châm ngòi cho một ngày giao tranh khốc liệt nhất trong nhiều năm qua giữa các lực lượng Palestine và quân đội Israel. Quân đội Ukraine đã điều động một lực lượng lớn áp sát phòng tuyến của Nga tại tả ngạn sông Dnieper. Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương và người đồng cấp Đức Annalena Baerbock đã đồng ý duy trì liên lạc về cuộc khủng hoảng Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết. Hôm 19 tháng 6, Ngoại trưởng Antony Blinken cho biết mặc dù ông liên tục nêu lên sự cần thiết của việc thiết lập đường dây liên lạc quân sự giữa quân đội Mỹ và Trung Quốc để giải quyết khủng hoảng, nhanh chóng giảm bớt căng thẳng và đẩy lùi nguy cơ cuộc đối đầu. Tuy nhiên, tại thời điểm này, Trung Quốc vẫn chưa đồng ý. Sau chuyến thăm 2 ngày tại Bắc Kinh, ông Blinken cho biết Mỹ sẽ tiếp tục thúc đẩy thiết lập kênh liên lạc trực tiếp giữa quân đội hai nước. Ông nói quan chức cấp cao Trung Quốc chấp nhận lời mời tiếp tục các cuộc thảo luận cấp cao ở Washington, coi chuyến thăm là một bước tiến bộ. Nếu hai nước đồng ý về việc phải có trách nhiệm quản lý mối quan hệ này một cách có trách nhiệm, đảm bảo rằng các khía cạnh cạnh tranh không dẫn đến xung đột, thì chắc chắn cần phải có các kênh liên lạc cần thiết, trong đó có các đường dây nóng quân sự, ông Blinken nói. Đây là điều mà chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc, không có tiến bộ ngay lập tức, nhưng đó là vấn đề ưu tiên và chúng tôi sẽ tiếp tục, ông Blinken cho biết thêm. Thiết lập đường dây nóng xử lý khủng hoảng là ưu tiên hàng đầu của các quan chức chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trung Quốc đã phớt lờ các cuộc gọi của Mỹ sau khi căng thẳng hai bên leo thang sau sự cố khinh khí cầu tháng 2, máy bay Mỹ-Trung đối đầu trên không ở Biển Đông, vấn đề Đài Loan. Ngoại trưởng Antony Blinken thăm Trung Quốc trong hai ngày 18 và 19 tháng 6. Ông Blinken trở thành Ngoại trưởng Mỹ đầu tiên đến thăm Trung Quốc sau 5 năm, và là quan chức cấp nội các Mỹ đầu tiên đến Bắc Kinh trong 4 năm. Ông Blinken có các cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương, đối thoại với chủ nhiệm văn phòng Ủy ban Công tác Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc Vương Nghị và diện kiến Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ít nhất 5 người Palestine thiệt mạng trong cuộc đụng độ với quân đội Israel. Theo CBC News, quân đội Israel đã đột kích một trại tị nạn ở phía bắc bờ Tây, châm ngòi cho một ngày giao tranh khốc liệt nhất trong nhiều năm qua giữa các lực lượng Palestine và quân đội Israel. Các lực lượng Palestine đã nổ bom bên đường ngăn chặn quân đội Israel, còn trực thăng vũ trang của Israel đã tấn công lực lượng Palestine để giải cứu binh sĩ mắc kẹt trong cuộc đọ súng kéo dài nhiều giờ đồng hồ. Phía Palestine cho biết ít nhất 5 người Palestine đã thiệt mạng và hơn 90 người khác bị thương. Quân đội Israel cũng thông báo có 8 binh sĩ bị thương, 5 xe chiến đấu bộ binh bị hư hỏng nặng. Buộc quân đội phải điều động máy bay trực thăng tham gia chiến dịch sơ tán binh sĩ. Đây là lần đầu tiên một trực thăng vũ trang được sử dụng ở bờ Tây bị chiếm đóng trong hai thập kỷ qua. Trang Aviapro ngày 20 tháng 6 đưa tin, quân đội Ukraine đã điều động một lực lượng lớn về khu vực khu định cư Kosanka ở hữu ngạn sông Dnieper. Đây được xem là động thái chuẩn bị của Kiev nhằm tấn công vào tuyến phòng thủ của Nga tại tả ngạn của con sông này. Theo các nguồn tin quân sự, lực lượng Ukraine tại hữu ngạn sông Dnieper đang liên tục tiến hành các hoạt động do thám bằng máy bay không người lái và tác chiến điện tử nhằm vào khu vực phòng tuyến của Nga. Bên cạnh đó, pháo binh Ukraine cũng đang hoạt động rất tích cực tại khu vực này trong những ngày qua. Quân đội Nga khẳng định các hoạt động trên của Ukraine không ảnh hưởng đến thế trận phòng thủ của lực lượng này trong khu vực. Moscow cũng cáo buộc Ukraine đã dựng các chốt vượt sông bằng cầu phao dã chiến nhằm nhanh chóng đổ bộ sang tuyến phòng thủ của Nga. Sự xuất hiện của các cầu phao này đã gây ra một mối đe dọa nhất định với lực lượng Nga. Tuy nhiên, các chỉ huy quân đội Nga khẳng định tình hình hiện vẫn đang nằm trong tầm kiểm soát. Ngoài ra, theo phía Nga, điều kiện thời tiết trong khu vực những ngày gần đây là không thuận lợi cho hoạt động tấn công đổ bộ. Các bãi mìn ven sông của Nga cũng đang là một trở ngại lớn với kế hoạch tác chiến của quân đội Ukraine. Theo Aviapro, những yếu tố trên có thể giúp phòng tuyến của quân đội Nga tại ven sông Dnieper duy trì sự ổn định, bất chấp sức ép từ Ukraine trong thời gian tới. Để bảo vệ phòng tuyến tả ngạn sông Dnieper trước các đợt đột kích của Ukraine, quân đội Nga đã liên tục tiến hành những đợt tấn công phủ đầu nhằm vào các cơ sở hậu cần của Kiev tại Kherson, căn cứ đặt bên trong nhà máy Burislav, còn là điểm xuất phát của các nhóm thám báo và biệt kích Ukraine trong nhiệm vụ tấn công phòng tuyến tả ngạn sông Dnieper của Nga. Theo Bộ Ngoại giao Trung Quốc, trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Trung Quốc Tần Cương nói với người đồng cấp Đức Annalena Baerbock rằng Bộ Ngoại giao của hai nước sẽ tiếp tục đóng vai trò điều phối trong quan hệ song phương, làm sâu sắc thêm đối thoại ở tất cả các cấp và tăng cường phối hợp trong các vấn đề quốc tế và khu vực. Các bên đã trao đổi ý kiến về cuộc khủng hoảng Ukraine và đồng ý duy trì liên lạc. Trước đó, tại cuộc họp với Ngoại trưởng Annalena Baerbock trong chuyến thăm Đức hồi tháng 5, Ngoại trưởng Tần Cương nói Bắc Kinh duy trì đường dây liên lạc với tất cả các bên liên quan ở Ukraine để tìm kiếm lệnh ngừng bắn. Là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và là nước lớn có trách nhiệm, Trung Quốc sẽ không đứng nhìn cũng như không đổ thêm dầu vào lửa trong xung đột Ukraine.
Trung Quốc sẵn sàng duy trì liên lạc với các bên liên quan, bao gồm cả Đức, để đạt được lệnh ngừng bắn sớm, Ngoại trưởng Tần Cương nói. Đức là một trong những nước tích cực viện trợ cho Ukraine sau khi xung đột bùng phát. Hồi tháng 3, Berlin công bố gói viện trợ quân sự kỷ lục cho Ukraine với trị giá khoảng 2,9 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 30 xe tăng Leopard 2, thiết giáp Marder, tổ hợp phòng không Iris-T cùng nhiều loại đạn dược. Hôm 19 tháng 6, ông Lý Cường bắt đầu chuyến công du nước ngoài lần đầu sau khi trở thành Thủ tướng Trung Quốc. Theo dự kiến, từ hôm 18 đến 23 tháng 6, ông Lý Cường sẽ thăm Đức và Pháp. Tôi là Nam Phong và Vũ Nga Hằng, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.